Rồi, chào các bạn luôn nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em ghe pha xúc Phú Yên nha. Phú Yên nè, cái hiệu Phú Yên 9339 nè, TS nè. Ồ, mặt ghe anh em thấy mở ghê, nhìn rất mở, đứng ghê, quá đẹp luôn á. Phải nói đúng là tuyệt vời luôn, anh em thấy không? Nói trong pha xúc của Khánh Hòa là Ninh Thuận Phú Yên về đây khai thác cá cơm mà cũng khá là đông đó. Mình cũng chia sẻ với anh em những mẫu ghe đẹp cho anh em mình xem luôn. Ghe Phú Yên này mặt ghe đúng chuẩn đẹp luôn, nhìn thấy mờ ghiền luôn á. À, quá đã, nó đang thẳng tiến ra khơi sau những ngày nghỉ ngơi. Các anh cũng đã cho những chuyến biển tiếp theo, thì mình cũng chúc cho anh em đi chuyến nào là thắng lợi chuyến đó luôn. Tài công đang tăng tốc đó. À, đang nhảy sóng rồi, phong độ ghê không, quá tuyệt vời. Đang lướt sóng ra thôi, ông cabin là nhìn quá trời đẹp luôn. À, nghe này lắc tiếp tới nghe nè, đỏ ghê gớm không, quá tuyệt vời. Ông ghe chạy rất là phong độ nha, vàng. Những con sóng nhảy nhìn quá trời đẹp. Hôm nay ngoài cửa cũng gió tương đối là lớn đó. Mình cũng chia sẻ với anh em những thời tiết trước cửa cảng khu vực của ghi cho anh em mình xem luôn nha. Bữa nào sóng gió nhiều thì mình cũng chia sẻ với anh em những thước phim hay hơn một xíu. Đa số là ghe cũng rất là nhiều luôn đó anh em, nhiều nơi ở lại đây cũng khai thác lắm. Mà cũng tùy theo ngày ghe ra dạo nữa, không phải ngày nào cũng vô ghe đẹp đâu. Thì anh em cũng cố gắng có những mẫu ghe chưa tầm ý của anh em, thì anh em cũng cố gắng xem ủng hộ mình để gọi là có cái tinh thần ủng hộ mình luôn nha. Thấy không, dàn đèn led theo dàn, chơi thêm một dàn gáo áp nữa. Nó đang nghỉ sống rồi không, ghê gớm, nó quá dữ luôn, nhìn quá phong độ ra khơi luôn nha. Ghe này như vậy cũng tải cá được là thấy là ok, mình cảm thấy rất là vui. Chiếc ghe lưới của Lagi cũng lưới xù của Lagi cũng ra khơi luôn rồi, ai giữ luôn, lớn hơn em hai mấy mét à. quá dữ nha. Hôm nay ra cửa cảng mà nhảy sóng hù ghê, gió tương đối là lớn, hù lúc lúc nhiều khung cảnh ghe quay nó bê qua bê lại, thì mình không muốn cắt bỏ gì đẹp quá thì anh em cũng thông cảm cho mình luôn. Ghê thì ghe của mình thử chà bá lửa không, đang nhảy sóng ra thời ghe chắc cũng lâu lắm mà ra nó lâu mới quay được một lần rồi. Chắc có anh hạnh luôn không, chiếc pha xúc Phú Yên qua bên kia nằm ra lưới đâu, xong xuôi mới lên đường nha, mẹ chưa có sẵn tiếng ra thôi đâu, ra ngoài cửa cảng nằm ở đến xíu rồi mà nó đi sao chung là lấy lương thực phẩm xong xuôi cho nó đá lạnh là ok, nhưng mà ra đậu đẩy cũng bị lưới rồi là ok. Chiếc ghe của mình thường cũng tuốt qua cửa khơi nè, cởi sóng ghê không, độ chạy phi phù nhỏ bự, cái bự chạy bá ra khơi nhỏ xíu này không ép. Những khung cảnh nó lắc qua lại ghe đang chạy hấp dẫn quá nên để lại cho anh em mình xem luôn. Đó, ghê gớm không, đang nhảy sóng quá dữ luôn á, nhìn quá tuyệt vời, quá hấp dẫn nha. Thì mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người xem về ghe tàu biển để lưu giữ làm kỷ niệm, thì những lúc anh em cô chú gì đó hiểm bộ xem ủng hộ mình luôn. Chiếc ghe lưới xù này các bạn ơi, chiếc ghe lưới xù 23m này, 1067 đang là về cửa cảng này. Lưới xù siêu to của Lagi nha, cũng lần lượt về cửa cảng sau những chuyến đánh bắt ngoài khơi. Không ngoài khơi em ha, con nước giờ cũng còn thấy hai màu, trong đục ở ngoài trong không xanh luôn, hai màu
Bên đây là cửa cảng là bị do sông Dinh nó đổ xuống nước đục rất là nhiều anh em ơi. Có chiếc ghe lưới xuồng đang chạy tốc độ rất là chậm rãi thôi. Nó cũng như tương đương chiếc giã cào của La Ghi vậy đó. Đây là theo thông tin của anh em chia sẻ bên này như là cái tổng hợp chỉ thị 67 á để phát triển ngành nghề lưới xù, cũng có nhiều ghe lưới xù á người chuyển cũng chuyển về ngành nghề giã cào hết trơn. Mình thì anh em cũng góp ý cho mình cũng rất là nhiều nên mình cũng chia sẻ với anh em những gì mình biết, những gì mình chưa biết thì anh em cứ bình luận và góp ý cho mình luôn để cho mình chia sẻ với anh em một cách thiết thực và hoàn hảo hơn luôn. Mình ghe chạy rất là chậm rãi ha, ghe đi đánh bắt không rồi chắc 5-12 tháng chắc chưa có lên ủ lần nào để sửa chữa sơn phết rồi. Thấy gì đâu phải chạy đâu, đội dụng luôn đấy, cảm cái độ dày nó bị khủng luôn. Nhìn tôi cũng thấy là ớn ăn luôn đó nha, bây giờ nó tầm thường đâu. Thấy dán chạy vô tốc độ gì gì chứ cả hơi bị thẩm rồi đó. Mình cũng chúc cho toàn thể đại gia đình làm ăn phát tài phát đạt năm 2022 luôn, mặc dù dịch bệnh cũng đang hoành hành, xăng dầu cũng lên giá thì cả nước cũng ai cũng điêu đứng hết, nên mình cũng chúc cho tất cả mọi người sức khỏe dồi dào làm ăn phát tài phát đạt luôn. Giờ dầu dẫn xăng dầu càng ngày càng tăng giá, vật chất cũng tăng giá, cuộc sống ai cũng gặp nhiều rất nhiều khó khăn luôn, không phải riêng về anh em về đi tàu biển đâu. Thì mình cũng chia sẻ với anh em lên đây luôn, thì những ghe của anh em ở vùng La Ghi mình nó còn thiếu bạn đi thì có xem được clip vô ủng hộ và bình luận để cho mình giới thiệu bạn bè đi ghe của anh em để anh em mình có thêm thu nhập và bạn đi nó đều đều hơn và mà ăn phát tài phát đạt hơn. Thì mình cũng muốn gửi gắm lên đây thì cũng có nhiều anh em cũng muốn đi ghe của dùng La Ghi để đánh bắt cá để trải nghiệm. Thì mình cũng chia sẻ với anh em luôn. Nói chung ở vùng dưới Kiên Giang bây giờ ở trên biển đi lựa cá rồi tháng mấy chục triệu luôn á các bạn. Anh em cũng rất là sợ nên cũng nhờ mình cũng tâm sự thiệt tình lên đi để chia sẻ luôn. Không phải ghe nào cũng lừa đảo đâu. Thì ghe nào cũng có cái điểm riêng hết. Nhưng mà mình thấy ở vùng La Ghi mình là không có thấy cái vụ mà lừa bạn nha, không có thấy bảo áo đài đăng mà vụ mà chiếm đoạt sức lao động của anh em ngư phủ thì mình cũng hiện tại bây giờ thì mình cũng rất là mừng vì không có vấn đề đã xảy ra nên anh em cũng rất muốn về dùng La Ghi để đi ghe nên cũng nhờ mình lên đây nha. Mình cũng nhắn nhủ đôi lời thôi. À, anh em nghe cái lý sự không cũng đang phổ tiến sắp sửa vừa tới cửa cảng rồi đó. Đại ca cũng đang trên cabin đang thu dẹp để cho chuẩn bị chuyến cập cảng nè. Thật tướng ghê không, phong độ ghê không, phải quay phong lẫm liệt một chà bá lửa luôn. Siêu to của La Ghi luôn về cửa cảng hôm sau những giờ đánh bắt ngoài khơi xa. Thấy ghê quá đẹp nè, đẹp lắm mới phải giỡn đâu á. Cabin luôn 2 tầng anh em thấy không? Nhìn thấy hoành tráng không? Thời gian chạy ra từ từ cho các bạn xem từ từ những nhớ quê chạy tốc độ rất là chậm thôi chứ không lẹ như những ghe mà người khác đâu ảnh về là lúc nào cũng chạy tốc là chậm gã vậy đó, chứ không phải đạp ga thì hùng thì hùng như những ghe giả cào lưới bao hay là lưới bút nữa đâu, cũng vô từ từ à. Nè, chiếc ghe này cái câu mực là nó hồi trước là đánh bắt cá chích đó, lưới cá chích đâu giờ hết mùa rồi bắt đổ đi câu mực thì sao cũng thấy lưới bận luôn. Chiếc lưới xù luôn mình thấy quá trời khủng luôn, khủng to của La Ghi luôn. Sắp sửa vô tới cửa cảng rồi đó, ảnh cũng chạy tốc độ nói chung là không có lẹ nè, trung bình thôi.
cabin nữa không? Thấy rất là sắc sảo thiết kế, khói siêu to luôn. Ở vô trọng cửa cảng ảnh chạy tèn tèn dẫn tắt máy thả rìu vô cửa cảng cho nó phê, nhưng mà lưới bao rồi là chạy ghê lắm, ác lắm, nhất là ghe đòn ra lặn chạy bạc mạng luôn. Nên giờ này ghe đó chưa có về đâu nên chạy cho mình ơn ảnh về nên ảnh chạy tốc độ cũng phải chậm gãi đó. Mình cũng chia sẻ với anh em rất nhiều rồi, mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho mình thằng yêu luôn suốt thời gian qua luôn. Rồi video mình kết thúc tại đây nha, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn cùng những video tiếp theo của kênh mình thằng yêu nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.